Chào mừng bạn đến với khóa học Neo Online của Trung tâm Đào tạo Anna Trần. Video được phát độc quyền tại neoonline.vn. Bài này, bạn mở sách giáo khoa cỏ râu, trang số 3, mẫu số 2. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một cái móng, sơn sẵn màu nền sơn treo tùy ý. Sau đó bạn sử dụng một chai treo loang trong. Mở nắp ra và sơn một lớp vừa đủ trên móng. Sơn đều và phủ kín hết mặt móng. Thì bạn bắt đầu thực hiện các bước vẽ loang lên đây như sau. Bạn sử dụng một chai sơn treo màu đỏ hoặc màu tùy ý để vẽ hoa lên đây. Bạn mở nắp ra và nhiễu một giọt sơn ra ngoài một mặt phẳng. Sử dụng một cây cỏ râu, dít mũi cỏ vào sơn treo. Để trên mũi cỏ bám một giọt nước sơn treo. Sau đó đặt ở giữa góc bên trái của móng. Chấm xuống và kéo thẳng một đường dài ra để biểu trưng cho một cánh hoa cúc. Thao tác lại một lần nữa, dít một giọt nước sơn trên mũi cỏ với kích thước bằng với giọt nước sơn ban nãy. Sau đó đặt ở phần nhụy hoa, tiếp tục chấm xuống và kéo thẳng một đường ra ngoài để tạo cánh hoa thứ hai. Tiếp tục thao tác lần lượt để tạo thêm các cánh hoa nữa. Đặt giọt nước sơn ở giữa tâm của hoa, kéo thẳng ra ngoài. Khi bạn vẽ tới những cánh sau cùng này, sẽ thấy được những cánh đầu tiên bạn vẽ bắt đầu có sự chuyển màu ra. Nhờ lớp sơn loang trong bạn đã sơn trước đó, mà phần nước sơn treo sau khi vẽ này sẽ được từ từ loang nở đều ra tạo cánh cho hoa. Bạn sẽ đợi một chút để cho các màu này được loang ra đẹp mắt. Bạn cũng có thể vét lại cho từng cánh hoa trở nên rõ ràng hơn bằng cách bạn chùi cỏ sạch với giấy, đặt mũi cỏ ở khe hai cánh hoa, kéo vuốt thẳng vào trong để tạo khe cho cánh hoa. Lần lượt tạo cho tất cả các khe còn lại. Đặt ở ngoài, kéo thẳng vào trong. Sau đó chùi cỏ đi và tiếp tục thao tác cho khe của hai cánh kế bên. Bây giờ thì hoa của bạn đã nở được các cánh đều và đẹp rồi. Thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô cố định hoa này. Hơ đèn xong rồi thì bạn sẽ thêm nhụy cho hoa bằng cách sử dụng sơn treo màu trắng và một cây chấm bi. Bạn chấm bi vào phần sơn treo, sau đó chấm vào phần nhụy cho hoa. Bạn chấm các chấm tròn tự nhiên lớn nhỏ tùy ý. Sau đó cho đi hơ đèn để khô phần nhụy này. Bước cuối cùng của bạn sẽ là sơn bóng treo lên đây. Vậy là bạn vừa mới thực hiện xong mẫu móng này. Đề nghị bạn luyện tập để có thể đạt được các kỹ thuật vẽ loang như yêu cầu và hẹn gặp lại bạn ở các bài tiếp theo.